vị, một vụ đá gà ăn thua bằng tiền được tổ chức giữa cánh đồng đã được công an Tiền Giang phát hiện và bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 45 triệu đồng và nhiều tang vật. Qua tin tố giác của quần chúng, khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh và Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tang 17 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại căn nhà giữa cánh đồng lúa ở ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 9 xe máy, 1 cân, 19 cặp cựa, 43 cuộn băng keo, 1 kính chắn, 17 điện thoại và 45 triệu đồng. Tụ điểm đánh bạc trên do Phạm Văn Ran và Phạm Quang Khánh, con ông Ran, đứng ra tổ chức. Phòng Cảnh sát cơ động bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.